Lĩnh vực truyền thông đang vươn lên như một điểm tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Mọi dịch vụ hiện nay đều liên quan tới truyền thông và nhiều ứng dụng được tạo ra để phục vụ cho mục đích truyền thông. Sau đây, Hoàng Hà PC xin giới thiệu tới các bạn một cỗ máy có thể đáp ứng được nhu cầu ứng dụng truyền thông như Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere với mức giá phổ lý nhất. Để tối ưu cho các phần mềm đồ họa kể trên, Hoàng Hà PC lựa chọn Intel Core i3 10100 với 4x8 luồng, kèm với đó xung nhịp lên tới 4.3GHz. Intel Core i3 10100 không chỉ đảm bảo chạy mượt mà Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, CPU này còn ngang ngửa với CPU Intel Core i7 7700 cao cấp trước kia. Intel Xing tích hợp sẵn trong CPU này cũng là yếu tố quan trọng giúp cho trải nghiệm các công cụ của Adobe trở nên mượt mà hơn, preview không bị giật, hỗ trợ render nhanh hơn. Lựa chọn RAM lần này của Hoàng Hà PC chính là Corsair LBX 16GB 3000 giúp đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu tới CPU, băng thông lớn kèm với đó tỷ lệ đam bit. Corsair LBX sẽ giúp bạn giảm thiểu những vấn đề liên quan tới render video, hạn chế tối đa lỗi trong quá trình làm việc. Về các đồ họa, Innova3D Keyforge GTX 1650 Twin X2 OC V2 sở hữu cho mình VRAM 4GB cùng với đó là 896 nhân CUDA. Các đồ họa này chính là lựa chọn hoàn hảo cho cỗ máy trên, có thể phù hợp trong công việc dựng hình, render và playback video. Ngoài ra, GTX 1650 cũng mang tới giá trị cao trong việc giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Sản phẩm này chứa được đầy đủ các yếu tố cho dựng hình chuyên nghiệp. Những yếu tố trên chính là điểm tựa vững chắc cho một cấu hình giá hấp dẫn, phù hợp với túi tiền của bạn cũng như mang tới trải nghiệm làm việc tuyệt vời, phù hợp cho những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Hoàng Hà PC tin rằng sản phẩm lần này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất, phù hợp với các graphic designer cũng như đáp ứng được đa phương tiện truyền thông.